Thank you.
Okay. Xin mời. Hay quá. Về mình Ngân Hà như thì anh rất thích cái thái độ của bọn em khi đấu. Khi mình có cái thái độ vào thì nó sẽ khác. Đây là cái đấy rất là quan trọng của một người nhận. Và anh cũng thích cái tổ hợp của bọn em. Sabina ở trong một cái trận đấu như này thì mình cứ tin cái bụng đổ lên và nó gọi cái điều gọi là điên rồ. Thì có anh thấy là bọn em rất là điên rồ. Còn về bên phản của anh đây các bạn thì phải nói là cái chất của bọn em cũng rất là thích. Anh thích cái mở của anh từ lúc đầu, nhưng mà anh rất là tiếc là bọn em đến khoảng tập gần cuối là bọn em hơi bị đuối, nó hơi bị đuối khoảng đoạn cuối. Và thường thường thì khi mình cứ tổ hợp lên thì nó phải có cái lúc mà xuống lên cao trào lên thì là bọn em Thank you.